Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn gấu đôm tròn 80 xám đậm bên mình cho các bạn xem nhé. Đây là kích thước đường kính 80 cao 45 nhé. Ngoài ra thì bên mình còn có kích thước 1m cao 45 nữa các bạn ạ. Bây giờ đến gần đây mình sẽ quay giới thiệu sản phẩm cho các bạn xem này. Ngoài gọi bên trong của nó là khung gỗ nhé. Bọc một lớp mút xong rồi đến mọc nỉ như này nhá mọi người. Đây là các bạn nhìn này. Đệm rất chi là êm nhá. Này, đính khuy cách đẽo rất chi là đẹp, ngồi thích này mọi người. Đây, mình 80 cân mà mình ngồi rất chi là ok nhá. Ở giữa này có đính đinh vàng này mọi người. Bên dưới này có lớp chân nhựa chống chân trượt nhá. Hàng này thì chịu sức nặng hơn 300 cân nhá. Bốn người to cho mình ngồi rất chi là ok nhá mọi người. Các bạn có thể để giữa shop ngồi hoặc là các bạn để chụp ảnh giày dép quần áo cũng rất chi là ok nhá. Đấy. Ngoài kích thước này ra thì mình có nhận đặt kích thước yêu cầu nữa. Thì tùy vào nhu cầu của các bạn có thể tiện chọn kích thước và màu sắc cho phù hợp nhá. Thôi mình quay qua một đoạn này thôi. Mình cảm ơn các bạn. Mình chào các bạn.